Vâng, xin chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hiếu Minh Audio. Thì ngày hôm nay em có xuống Hải Dương, Kinh Môn để lắp đặt cho chú Việt một combo karaoke đồng bộ của DB Acoustic, hàng rất chất lượng, cao cấp, và có một đôi loa là cũng là do công ty DB phân phối, đó là CF Audio, và một chiếc súp thôi, 115F cộng bản 2022 nha các bác nhá. Và một chiếc văng số S700 Bluetooth vừa mới về bên cửa hàng Hiếu Minh bên em. Và một bộ mic 450 2 la mã. Và một cục đẩy 4.10. Và một chiếc quản lý nguồn. Đây là nhà chú, nhà chú Việt đây. Đây, nhà chú ấy cũng vừa về nhà mới. Xong, đây là chú Việt. Thì chú ấy sắm một bộ về cho gia đình để hát hò, karaoke. Thì bây giờ sẽ đi vào bên trong để quay không gian cho các bác cùng xem không gian nhà chú Việt. Quay trong nhà cho chú xem nhá. Chào các, chào chào các chú ạ. Chào bạn. Đấy, bên kia đấy. Anh em đi kiểu bên kia nhá. Chú Việt. Bạn bè của nhà chú Việt. Nhà cháu đây. Bây giờ không gian của nhà chú Việt. Cảm ơn các bạn. Bây giờ em sẽ đi phụ anh Dũng để bê đồ vào để lắp đặt. Lúc nào lắp xong thì anh em sẽ gửi đến các bác thưởng thức một chất âm của bộ dàn của nhà chú Việt nha các bạn nhá. Karaoke mà. Đấy, đúng không khí ngày Tết các bạn. Tức là nháy, đêm nháy. Đó, đây là nhà mới của chú đấy. Gia đình ăn sum họp đây, hai cây mai rất đẹp. Đúng không khí ngày Tết, mai vàng. Cảm ơn.
Nhưng nhớ tình lặng biệt.